Các bạn thân mến, mình đang ở huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau các bạn. Đây là xã Hàm Rồng, ở đây có dừa tôm, sưng qua, mà dừa cua là bé tám. Ủa, sao mà... Sưng qua bé tám thì nó cũng chung luôn. Không có ghê đâu, đẹp mà. Cho hỏi là cái cua này là cua mình xuất đi hay là cua cua ăn là cua nào? Cua ăn xuất đi gì nó cũng vậy. À là cũng một thứ hả? Như cái cua này á là nghe người ta nói nó có hai loại hả? Một loại cua gạch với một loại cua cua thịt. Cua thịt hả? Như cua này là cua gì? Cái này á hả? Cái này là cua tứ. Cua tứ là cua sao không cua hiểu. Cua tứ mà. Là nó hơi nhỏ thì kêu bằng cua tứ, 300 gram trở xuống là cua tứ. Là cua tứ. 300 như... gram trở lên là cua thịt, cua y. Như hiện nay á, cái ngày hôm nay thì giá cua tứ này bao nhiêu một ký? Giá cua tứ này hả? 200 á. 200 một ký. Dạ. Tại vì mấy bữa nay là nước kém. Cho nên nó hơi cao một tí. Còn cái giá ngày thường? Giá vô con nước thì chắc là khoảng 180. Thì nó cũng đâu có kém bao nhiêu đâu. Dạ, thì còn cái cua mà ký. Cua gạch thì bao nhiêu một ký? Cua gạch bữa nay 400 hơn. 400 hơn à? 400. Rồi bây giờ mình cua này là cua 5 căn. Cua 5 căn. Cái này là đúng 5 căn. Đúng 5 căn. Có 6 căn không? 5 căn. 5 căn là. 6 căn không có. Bây giờ mình cột, mình bỏ cái dây kia đi. Mình cột qua bằng dây ni lông hả? Dạ. Đã quá ha. Cái cua đó. Cái cua mà cua nó to hơn thì giá nó cao hơn hả? Dạ đúng rồi. Cái cua mà nó to hơn là cũng nó như cái đó bên đó 200. Thì bên đây nó phải 280. 280. Trời ơi. Đây. Trời ơi, cua 280 trời nó đã. Nó cái này á mình cái này mình mang mình cách nào mà thí dụ mình mang về trên Long Khánh mà nó không bị chết đâu. Long Khánh anh đi bằng cái gì? Thí dụ mình gửi xe không? Mình gửi xe. Gửi xe thì mình phải vô thùng xốp, thùng nước. Gửi xe phải vô thùng xốp. Trời ơi đã quá ha. Gửi xe vô thùng xốp là mình bỏ đá vô hả? Không. Để vậy luôn, mình đục lỗ thôi, cua còn sống hả? Đục lỗ thông thôi vậy thôi. Dạ. Đã quá. Cái này nãy nói bao nhiêu một ký? 280. Trời ơi, 280 nhìn cua đã. Đây cũng vậy luôn hả? Dạ, dạ. Ôi trời quá, trời đã ha. Mà sao mình băng cái dây nó to quá vậy? Tại vì cái này là chủ vuông nó chói vậy đó. Rồi mình mua vậy đó. Mình mua vậy. Chủ rồi nó mình lỗ sao? Thì bởi vậy mình mua về mình tháo dây này ra mình chói lại. Mình chói dây kia nó mất lạng đi. Dạ. Vậy hả? Thì giá thành nó sẽ cao hơn. Cao hơn chút. Dạ. Đã quá ha. Cái này mà mua về mà luộc cái này chắc 2 con ký quá. 2 con ký, nhầm khi con này 500-600 gram cũng đã quá ha. Mà... về Cà Mau này thấy cua rẻ quá, cua ngon mà rẻ quá. Tên gì hả? Kênh hả? Kênh Xoáy Ca TV. Xem là mê. Đâu cầm cua lên coi. Đó. Kìa, con cua cua đó mới đã ha. Cái cua này là cua gạch không? Cua này là cua y, cua thịt. À. Cua này mới cua gạch. Cua cái là cua gạch. Còn cua chữ y là nhau. Cua đực. Cua đực là cua không có gạch. Đúng rồi, đực làm gì có gạch. Trời ơi nhìn con cua nó kẹp mình cái là đi luôn cái tay ạ. Khô mực ba khía tôm khô, khô mực tôm khô mắc không? Tôm khô hả? Tôm khô 1.3 triệu. Còn khô mực ngon nhất là nhiêu? Mực 1 triệu. 1 triệu. Tôm khô đất á. Đất á anh. Tôm đất á hả? Trời thấy cua ghiền quá. Đâu? Ở đây có ship tận nơi luôn. Ship tận nơi luôn, khô mực này. 900. 900, cái đó 950, cái này mới là 1 triệu, cái này nó bự hơn, cái này có 12 con. 12 con 1 triệu, một con 100, chưa tới 100 ngàn. Ngon thấy không? Dày, cui luôn ha. Cái này đi đâu rồi? Ship tận nơi luôn. Cái này hàng Sông Đốc. Sông Đốc là sao?
Hàng Sông Đốc là hàng ngon nhất. À, hàng ngon nhất. À, à chất lượng. Là ở Sông Đốc. À, bên Sông Đốc. À, bên Sông Đốc mang về. Biển, biển Sông Đốc. À, à, biển Sông Đốc. Ở đây biển không à? Biển Sông Đốc nhưng mà nó cũng như gạch dốc, biển gạch dốc. À. Nhưng mà mực nó không có chất lượng bằng bên Sông Đốc. À, mực Sông Đốc chất lượng hơn. Đây, tôm khô, tôm khô. À, tôm khô nè. Ừ. Đầu mùa thì nó chưa có được nhiều không? À. Tại vì để em mở ra. À. Tôm khô là tôm đất sống nha. À. Tôm đất hả? Cái này tôm khô tôm đất hả? À, chứ không phải là tôm biển mình nè. À. À, tôm đất. À, tôm đất sống. À. Tôm đất này thì bao nhiêu một ký? 1.3 triệu. 1.3 triệu một ký. Cái này tôm để nấu canh nữa. Ừ, đúng rồi. Cái kia cá đuối. Cá đuối. À. Ủa đây cũng có cá đuối nữa ta? Có chứ anh. À vậy hả? Dạ. Thấy ở cái vùng Nam Nam Căn này á, thấy đâu có trồng được cái cây gì đâu ta? Có thấy, cây nước. Thấy không có lúa mà chả có nước mặn mà làm gì có. Chả có cái cây gì hết. Không có được cây bắp, cây đậu, cây gì không, luôn. Không, không, không. Mà không thấy có con gà, con vịt. Chỉ tôm cua thôi. À vậy hả? Ở đồ dưới biển mà. À biển. Nguyên cái vùng đất này nó nước mặn không mà. Nước mặn không. À nước biển không. Chứ ơi đi là khi nào về mua. Ờ à, ờ. Khi nào về mua chứ giờ đeo đi chị không thôi. Anh mới xuống hả? Mới xuống. Mới xuống ngày hôm nay, hôm qua, hồi chiều hôm qua. Vậy là anh còn phải đi xuống đất mũi. Đất mũi đi rồi, giờ đúng quay rồi. Lên thành phố chơi cái nè. À, giờ đi về thành phố. Ừ, về thành phố. Đã quá, có cua, có điệu cua, đã quá. Ở ngoài phố, cái thành phố đêm nó có bán cua luộc không ha? Chắc có chứ hả? Vô nhà hàng mới có. Vô nhà hàng mới có hả? Ừ. À. Chứ mà ở Cà Mau này nó đâu có luộc sẵn như ở Sài Gòn đâu. À, nó không luộc sẵn hả? Ừ. Tại vì dùng Cà Mau này là dùng cua rồi. À. Chứ đâu phải như dùng thành phố mà không có cua thì người ta còn luộc ra người ta bán. Mà dùng Cà Mau cua tôm quá trời luôn mà. À vậy hả? Ta đâu có luộc, ta chỉ bán sống thôi. À, bán sống thôi. Vậy mà cứ tưởng là luộc. Hồi nãy thấy đi ngang qua thấy tấm bảng ghi là cua ăn, mình nghĩ là luộc. À, cua ăn là bán cho anh sách về. À, sách về ăn. Cho dân bản xứ họ ăn đúng không? Ờ à, đúng rồi nè, thấy cua thấy lạ. 280 cua này mà ở trên mình thì nó phải 300 mấy hả? 400 300 mấy, nhưng mà cái cua đó là cua nó không chất lượng. À, nó không chất lượng. Mà cua ở Kiên Giang. À, cái cua ở dưới nó bán này nhìn nó khác khác con này nha. À, khác, nó không có. Cái mai đồ của nó nhìn nó không có dày đồ như con này. Anh biết không, ở đó cái cua biết sao người ta buộc bằng cái dây, nó dây nylon cái dây gì vậy? À, chủ dừa ở chủ vườn á. Người ta nuôi chủ ao người ta nuôi thì người ta bỏ dây kia, bây giờ cắt ra bỏ lấy dây nylon cột vô. Đúng rồi, dây ni lông nè, bỏ để mang bỏ mối nè. Đây dựa mà. Là chói dây gì nè. Ừ. Chở qua lỗ thành của coi nè. Để anh đi qua ông kia. Ông có ông về nhà ông luộc, ông bên Thới Bình á. Qua Thới Bình là cua không ngon. Phải không vậy hả? Ừ. Ngày nay ông Thới Bình là Kiên Giang Cà Mau đó là cua nó không ngon. Thới Bình ngày nay ông khéo riết à. Ông gọi qua bển á, ông kêu để ông nuôi mấy ông nuôi cả chục vuông luôn mà. À. Ừ. Ông cơ quan đây tôi cho ông. Xuống hả? Xuống đây vui không? Xuống đây vui không? Xuống đây vùng này không có bằng được mấy cái vùng, không có trù phú bằng mấy vùng như Sóc Trăng rồi Cần Thơ với lại là ấy, nhìn nó dân này là người nghèo nhiều nhưng lắm. Mà hơn như cũng còn thôn quê lắm chứ không còn như ở trên. Ừ. Mấy trên đó. Mà ở đây á bán hàng không buôn bán á, ở trong hình như đất chắc cuối trời đất nước sao á, nó cái cua này thì rẻ nè, nhưng mà mấy cái hàng mà mấy hàng ăn đi tới đâu chặt chém tới đó. Đúng. À, đúng. Chặt chém chúa chém luôn mà không được ngon mà chả ngon lành gì hết. Đúng. Ừ, thua.
mà đi lên trên miền kia là không chặt chém, trên miền mà Cần Thơ đi lên em đi lên Sóc Trăng đồ này nọ là không có chém. Ừ. Giá người ta cũng ok nhưng mà nấu ngon nha, mỗi vùng nó một khác. Em đi lên trên Bình Thuận cũng ngon à. Hả? Tới về cái vùng cuối trời đất nước này là nó khác, cái gì cũng mắc hết. Anh có cái này cũng như là mình mua tận gốc á thì à, giá nó rẻ. Đúng rồi, mua tận gốc giá rẻ. Cái này mà anh mua anh đóng thùng em, đóng thùng bỏ gửi vô xe, gửi xe Năm Hiền. Gửi xe thì sáng tới rồi. À. Chơi đi đã. À, rồi. Rồi rồi rồi. À, miệt bên cua bên Thới Bình lại không ngon bằng cua bên này. Từ cá nước. À, từ cái nước. Cái nước lên tới chảnh là cua nó hết ngon. À, nói rồi qua thì thuộc về miệt nước lợn là nó không. Miệt An Giang rồi. Miệt An Giang. Là cua không ngon. À, cua không ngon. Đúng rồi, cái cua mà ở trên kia là đa số ăn cua của miệt đó đó. Dạ, đúng rồi. Chứ không có cái được cái cua năm căn này đâu. Năm căn này là cua nước mặn nè. Cua nước mặn á đã cực đã luôn. Nó thịt nó ngọt hơn. Cầm cầm dụng cua này để chụp tấm hình làm mẫu nữa được. Đó, con cua cái càng to đó. Đó. Lật lên hay là đúng rồi, đúng rồi, lật lên vậy đó. Rồi. Rồi. Đây. Chụp con cua thôi. Không, biết rồi, chụp người luôn chứ. Luôn chứ. Kệ nó sống đẹp vậy. Cầm sát sát lên tí xíu. Đó. À đó, đúng đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đó. Lật lật nghiêng nghiêng vậy. À, nghiêng nghiêng không nghiêng, à, nghiêng xuống đúng rồi. Cái càng nó khủng khiếp ha. Rồi, rồi cảm ơn chị nha. Đã, quá trời đã. Nhìn cua mà thèm á. Cái gì tivi quên tay lại. Ê tôi.